Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các đồng chí. Trang tin phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh thời gian qua sẽ mở đầu chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này. Tiếp đó là phóng sự sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Phần cuối của chương trình là một số hình ảnh ghi nhận không khí chuẩn bị cho mùa huấn luyện chiến sĩ mới tại tiểu đoàn 40, trung đoàn 762 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau đây là nội dung chương trình. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng các huyện ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trực tiếp kiểm tra tại các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoàng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia và thành phố Sầm Sơn, Thiếu tướng Hà Tân Tiến và đoàn công tác đánh giá cao vai trò của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp, thường xuyên xây dựng và bổ sung kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, kế hoạch tác chiến, duy trì nghiêm các chế độ trực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn tuyến biển, quản lý, nhận định, nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay. Cũng trong thời gian này, Thiếu tướng Hà Tân Tiến và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận 540 công dân là người Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona trở về. Theo đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chủ trì phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức, tiếp nhận, bố trí, sắp xếp nơi ăn ở sinh hoạt và quản lý 540 công dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, tổ chức, bố trí sắp xếp nơi ăn ở sinh hoạt, sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về. Vị trí tiếp nhận là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng của Trường Đại học Hồng Đức, nằm xa trung tâm thành phố và khu dân cư khuôn viên thoáng mát, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất sinh hoạt như giường, đệm, nhà ăn, khu vệ sinh khép kín cho từng phòng ở. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo ngành quân y phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, tổ chức khử trùng phòng dịch, đảm bảo đầy đủ cơ sở thuốc, khẩu trang, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ có kiến thức chuyên sâu về phòng chống dịch bệnh lây lan, sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia có dịch. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý. Để hoạt động Tết trồng cây có nghĩa thiết thực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chú trọng thực hiện tốt phương châm trồng cây nào sống tốt cây đó, căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng đơn vị và địa phương để tiếp tục việc trồng và chăm sóc cây trong thời gian tiếp theo, góp phần xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp tại các cơ quan đơn vị. Những năm qua, Thanh Hóa là địa phương luôn làm tốt công tác tuyển quân. Mùa tuyển quân năm 2020 này tuy gặp không ít những khó khăn, nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy truyền thống quê hương, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự tham mưu hiệu quả của cơ quan quân sự các cấp, nên mùa tuyển quân năm nay, tỉnh Thanh Hóa luôn đảm bảo tốt chất lượng, số lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đây là thanh niên Nguyễn Văn Huy ở xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa. Gia đình Huy đã có bao đời làm nghề bánh lá và đậu phụ, là nhân lực chính trong phát triển kinh tế gia đình. Có thu nhập ổn định, song em luôn ước mơ là người chiến sĩ trong quân đội để được góp phần công sức nhỏ bé của bản thân, cống hiến cho sự phát triển của quân đội và trưởng thành hơn về nhân cách của bản thân. Ta biết rằng mới đầu vào quân đội là những ngày đó bỡ ngỡ, khó khăn. Ta sẽ cố gắng học tập và rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người thanh niên. Được biết, những năm qua, Hoàng Hóa là một trong những địa phương luôn dẫn đầu về công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ. Hệ thống chính trị các cấp từ huyện đến các thôn luôn xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với hệ thống chính trị là phân công đến để gặp gỡ, động viên các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, cùng với các ngành là tổ chức trao quà, gặp gỡ, giao lưu, động viên để cho thanh niên phấn khởi và yên tâm trước cái ngày nhập ngũ.
Còn đây là gia đình anh Nguyễn Hoài Nam ở phố Đức Sơn, xã Hoàng Đức, huyện Hoàng Hóa. Con trai anh là Nguyễn Minh Tiến, là thế hệ thứ tư trong gia đình tham gia phục vụ trong quân đội. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Tiến xác định tạm dừng việc học, tiếp bước truyền thống quê hương, gia đình lên đường bảo vệ Tổ quốc. Cháu rất phấn khởi vì được đi nhập ngũ, bảo vệ cho Đảng và Nhà nước. Trong môi trường nhập ngũ thì cháu có thể rèn luyện được bản thân của mình. Có ông, cố và bố thôi. Tính đời thôi là cũng là bộ đội. Đến giờ đến cháu thì vừa mới học xong cấp 3 thì cũng muốn cháu đi ra để cho rạn dài cái xương gió. Nhất là công tác phục vụ Đảng và Nhà nước. Năm 2020, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 3.552 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đoàn 1, Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Trung đoàn 762, Bộ Chỉ quân sự tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp luôn chủ động vào cuộc chặt chẽ, đồng bộ, số thanh niên trúng tuyển có chất lượng cao hơn năm trước. Khi đến ba gặp bốn biết đối với công dân nhập ngũ thì sẵn sàng và phấn khởi để lên đường nhập ngũ luôn luôn để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Năm nay có cái đặc biệt khó khăn là đúng vào cái dịp cúm corona. Mà hiện nay thì theo chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu và Quân khu 4 thì tất cả các thanh niên mà bước vào bàn giao thì đều được đo thân nhiệt. Trường hợp mà bị sốt hoặc có cái triệu chứng thì sẽ để lại ở Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện, sẽ cách ly và sau một tuần nếu mà ổn định thì tiếp tục là vào nhập ngũ tại đơn vị. Đến thời điểm này, cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức gặp mặt, thăm hỏi tặng quà, nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết chính sách hậu phương quân đội để các thanh niên trúng tuyển nhập ngũ đợt này an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm của bản thân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời để ngày hội giao nhận quân sắp tới sẽ là ngày hội lớn của toàn quân, toàn dân trong tỉnh. Nhằm giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội và yên tâm công tác, tính đến thời điểm này, Tiểu đoàn 40 Trung đoàn 762 đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020. Năm nay, Tiểu đoàn 40 Trung đoàn 762 được giao nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện 120 chiến sĩ mới đến từ 17 huyện trong tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới, ngay sau khi nhận được kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về việc tổ chức huấn luyện và đón nhận chiến sĩ mới năm 2020, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn đã tổ chức triển khai cho các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới vào đơn vị. Đơn vị đã tổ chức sinh hoạt, quán triệt, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ làm tốt mọi công tác chuẩn bị để đón nhận chiến sĩ nhập ngũ năm 2020, để các đồng chí được gắn bó, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Để chiến sĩ mới có điều kiện học tập rèn luyện được tốt, đơn vị đã tiến hành tập huấn cho 100% cán bộ các nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và phương pháp tổ chức huấn luyện, chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách giáo án huấn luyện, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị theo đúng quy định. Hệ thống thao trường bãi tập, mô hình học cụ huấn luyện đến hệ thống biển bảng xây dựng chính quy đều được đơn vị tu sửa làm mới đầy đủ. Đồng bộ, cảnh quan môi trường nơi ăn ở của bộ đội khang trang sạch đẹp. Cùng học tập sinh hoạt công tác với bộ đội ngay từ đầu, bản thân đã xác định rồi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, từ đó xác định ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi đã hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị để khi chiến sĩ mới vào thấy đơn vị, thật sự là đây là ngôi nhà thứ hai. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, đơn vị đã chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra. Hiện nay đơn vị đảm bảo 100% lượng rau xanh đưa vào bếp ăn. Ngoài ra, đàn lợn gà được duy trì hàng nghìn con, đảm bảo đủ lượng thịt nhập bếp phục vụ bữa ăn của bộ đội. Đơn vị đã tiến hành xây dựng khung huấn luyện cán bộ chiến sĩ mới, tiến hành tổ chức tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới, cùng với đó làm mọi công tác tổ chức chuẩn bị về vật chất, mô hình học cụ, chuẩn bị về thao trường, giáo án, bài giảng, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Đến giờ phút này, đơn vị đã hoàn thành xong mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 đạt kết quả cao nhất. Với sự quyết tâm, nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 762, đến nay công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới của đơn vị đã hoàn thành đúng tiến độ. Trung đoàn đã sẵn sàng đón nhận và đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020.
Chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.